Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang, quay trở lại với chỗ bãi kiển của anh Trạng với anh Tám gần sân vận động thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Hôm nay mình cũng chia sẻ cũng thấy rất là nhiều thứ luôn cô chú anh chị, hôm nay sản phẩm có rồi một số phô mai cũng có luôn nha quý cô chú anh chị. Mai giảo Thủ Đức bông đẹp luôn nha cô chú, thơm luôn. Mai tàn ghim cũng có luôn nha quý cô chú anh chị, còn mai xù có luôn. Nếu mà cô chú anh chị các bạn có thể yêu thích thì liên hệ trực tiếp với anh Trạng giúp kênh nha quý cô chú anh chị. Review cho cô chú anh chị các bạn xem cái cây bông giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Bông rất là thơm luôn nha cô chú, bông đẹp, bông thơm luôn. Rồi bây giờ mình vô clip hôm nay nha cô chú anh chị. Dạ rồi em chào anh Tám ơi, bữa nay nhân vật mới xuất hiện ha. Cô chú anh chị em cả nước ha. Dạ. Hôm nay em có về 25 khôi, 25 ngày mai có mười mấy cây thành phẩm ha. Dạ. Các mong cô chú bác ủng hộ giùm ha. Dạ. Rồi bữa nay rồi. Nhân vật mới lên kênh nha cô chú ông chủ phía sau. Vô cây số 1. Dạ. Rồi cái đầu tiên. Cái số 1 là cây mai vàng ghép giả Thủ Đức ha. Cây này bị bơm về. Cây lúc hổm em bán 1,1 triệu mà bị bơm về, em chỉ tỉa rồi lại nó ra bông đẹp quá, nay lên bán, nay em lên giá hữu nghị anh em chơi. Đây mặt bông như cô chú anh chị, bông giảo là thơm nha, bông mười thơm, bảo đảm như cô chú là thơm. Mình có thử rồi. Bông chùm luôn nha cô chú anh chị, màu vàng đậm nha, cánh đẹp ha. Em hít rồi, hít nãy giờ anh Tám mới hít đó. Cái này là giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Và giảo thường ghép Thủ Đức, ghép được 3 mùa ha, nó liền hết rồi. Nói chung là cây này em hẳm bán rồi, bị bơm về thôi. Em tỉa rồi, hôm nay nó ra bông đẹp quá, để em lên bán. Cái này về trồng vô chậu nhỏ nhỏ để bàn ok luôn. Dạ rồi, anh cho em thông số luôn nha anh. Về sang chậu nào mà men vô là đẹp liền. Hoành 23. Dạ. Cao là 47. Ngang là 50. Rồi mã số 1 em giao lưu là 600.000. Dạ 600k luôn nha cô chú anh chị. Bỏ chậu lại cô chú. Chậu này bự quá. Dạ. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2 cũng là cây giảo Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị. Cây này củ đế khá là đẹp, tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây ôm nụ luôn. Ok, nụ nhóc luôn ha. Bo ghép thì bằng nãy cũng giống cây hình cây nãy số 1 ha cô chú. Cái này tàn khá là lớn nha cô chú anh chị. Cây này chơi tết luôn á, lặt là nó ra nhật như cây số 1 này. Hôm nay dàn cũ nha cô chú. Quay nụ nhóc nhóc luôn. Dạ. Đó chơi luôn. Đây, cũ. Đây. Rồi bo ghép lên nụ từ từ nha cô chú. Bo ghép bự nha cô chú, anh chị muốn liền hết. Liền hết rồi. Đây nụ này. Chạy luôn nha cô chú nha. Này là tết là ok luôn đó, để nhà là bông kẹo luôn ha cô. Đây là giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị, ghép 3 mùa nha quý cô chú anh chị. Tàn xum xê già tàn nha cô chú. Già mùa ngon lành luôn. Sờ cho em thông số luôn anh. 17 hoành. Chiều cao là 69. Dạ. Đánh ngang là 91. Rồi mã số 2 giao lưu là 700.000. Dạ 700k luôn nha cô chú anh chị ơi. Bao bông luôn. Giá hữu nghị luôn nha cô chú anh chị ơi. Bán giá hữu nghị 700k thôi nha cô chú anh chị ơi. Giá hữu nghị luôn nha cô chú. Cây già mùa nha quý cô chú anh chị. Số 3. Giảo Thủ Đức mã số 3. Cây cũng là tàn kính tàn luôn nha quý cô chú nha. Đó. Ghép được mấy ba chi vậy? Ghép ba bo nha cô chú anh chị ơi. Dàn đế khá ha. Xếp chậu này luôn nha cô chú anh chị. Chậu luôn, chậu đẹp. Có chậu đẹp về rửa sạch để dành chơi tết thôi. Đế thì cũng khá là đẹp luôn. Rồi cho em thông số luôn anh ơi. Hoành 16. Dạ hoành là 16. Cao là 69.
1090. Rồi mã số 3 giao lưu là 700.000 luôn ha. Dạ rồi, 700k luôn nha cô chú anh chị bao ơi. Xếp bao chậu luôn. Dạ, yeah, bông đẹp luôn nha cô chú anh chị, bông thơm luôn. Rồi mã số 4 nha cô chú anh chị. Cũng là cái tàn tròn do luôn. Này là lặt ra y hệt cái cây mai số 1 nãy ha. Bông đùm luôn. Tàn tròn như cái mâm luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này quá tròn luôn. Cây già mùa kính tàn nha cô chú anh chị nha. Cây đang ôm nụ rất là nhiều luôn, siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi chém thông số luôn nha. Cây này ghép 3 bon nha cô chú. Khá đẹp nha. Quanh 15. Dạ quanh 15. Cao. Cao này 94. Dạ chiều cao là 94. Lộn bè. Cao gì cao dữ vậy? 53. Chiều cao 53. Ngang là 84. Dạ. Lộn mày cười với mày. Rồi mã số 4 giao lưu là 700.000 luôn ha. Rồi 700k luôn nha cô chú anh chị ơi. Giảo Thủ Đức mã số 4 bao xiết chậu nha quý cô chú anh chị. Lộn bè không. Cái này cái bông quá chừng bông luôn nè cô chú anh chị ơi. Mã số 5 nha, bông 2 lớp bông luôn nha cô chú anh chị. Quá chừng thơm luôn. Thơm luôn, nụ và nhóc luôn. Bữa nay 8 lần clip bán giá rẻ. Chốt ha. Dạ. Đây dàn để thằng lắc luôn nha cô chú anh chị. Này nằm giống như hình thú rồi. Đi đưa ra không có móc ở chân nha. Đét là liền chân. Mặt đét là liền. Siêu nụ luôn nha cô chú anh chị ơi. Này ghép 3 bò. Quá chừng nụ luôn ha, nụ từ gốc tới gọn luôn nha cô chú. Ghép già mùa 3 mùa nha cô chú anh chị ơi. 3 mùa là chơi Tết con lành rồi đó. Rồi. Rồi. Quạnh đo ngay đây ha. Này là 21. Dạ quanh 21. Cao là 70. Dạ chiều cao 70. Ngang là 100 chẳng. Dạ tán ngang là 100. Rồi mã số 5 hả? Dạ mã số 5 giao lưu là 800.000. Dạ 800k luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã số 5. Rồi đổi phôi. Rồi mã số 6 luôn nha quý cô chú. Giảo Thu Đức luôn nha cô chú. Rồi cây này đế khá đẹp nè. Đế. Ok. Cái này mai là thành phẩm không có dám móc. Đưa đế thì có. Về nhà thì. Cái này bonsai để phòng khách quá ngon rồi nha cô chú anh chị. Giá hữu nghị bao ship chậu luôn nha quý cô chú anh chị ha. Nụ thì thôi siêu nụ luôn. Cây già mùa luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em cho em thông số anh ơi. Quanh là 15. Dạ quanh là 15. Cao là 82. Dạ cao 82. Ngang là 90. Mã số 6 giao lưu là 700.000. Rồi 700k luôn nha cô chú anh chị ơi. Bao ship chậu luôn nha quý cô chú anh chị ha. Số điện thoại sẽ để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha cô chú anh chị. Rồi mã số 7. Mã số 7 là một cây mai Thủ Đức nha cô chú anh chị ơi. Rồi cây mai Thủ Đức và thành phẩm ở thần chậu ha. Thần chậu nha cô chú anh chị. Cái này tàn thông đều tàn nha cô chú anh chị ha. Này, xương rất đều luôn. Cành ngoài xương, nhà xương quả trời ok luôn. Cây này dịp trên đất là ok luôn ha. Em mới nụ làm nụ rồi ha. Này làm nụ rồi hết. Cho thuốc tạo nụ rồi không phải không? Nụ rồi đó, về là tứ nước rồi. Đây nách lá nha cô chú anh chị ha. Rồi cho em thông số luôn anh Tám ơi. Quanh là 24. Dạ quanh là 24. Cao là 1m7.
1m6. Rồi mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Giao lưu là 2.400.000. Rồi 2.400.000 luôn nha cô chú, 2.4. Cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 9 nha quý cô chú anh chị, mã số 8 chứ. Mã số 8. Rồi giả Thủ Đức mã số 8 nha quý cô chú. Cây cũng tàn thông nha cô chú anh chị, vàng xương dày luôn nha cô chú nha. Này chi cầm đều hết nè. Rồi. Rồi. Xương quá trời luôn ha, xương. Xương đều tàn luôn nha cô chú anh chị ơi. Đi cho thăm luôn. Đây quá tiền luôn. Mấy dây em gạch xuống để cho nó đều cây luôn. Về tốt mình cắt ra. Quá. Đây là cái mã số 8 nha quý cô chú anh chị. Đây nó lá ha. Lá này cây lá bự con bự ha. Cây xanh tốt nha cô chú anh chị, hàng thuần chậu nha. Đây, rồi cho em thông số anh Tám nè. Hoành là 26. Dạ hoành là 26. Cao là 1m6. Chiều cao 1m6 nha quý cô chú anh chị. Ngang là 1m6 luôn, 1m7 à. Rồi mã số 8 em giao lưu là 2.600.000. Dạ 2.600.000 nha cô chú anh chị ơi. Cái giả Thủ Đức giả hộp ghim nha cô chú anh chị. Anh em mà ở gần gần đó em cẩn trọng luôn, còn ở xa thì em tháo bầu gói lại ha. Rồi tiếp tục là mã số 10. Số 9, mã số 9 nha cô chú anh chị ơi, là một cây mai tàn thông luôn. Mai này là mai vàng ghim mình hết anh. Mai vườn phải không? Này giả Thủ Đức luôn. Giả Thủ Đức ghim luôn phải không? Và tàn quá whip luôn nha cô chú anh chị. Cái này là cây super whip nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây khủng luôn. Cây như cây thông luôn nha cô chú anh chị. Nghiêng không anh ơi? Cây vô chậu hơi nghiêng phải không? Cái này là giả Thủ Đức ghim nha cô chú anh chị, vàng xương khủng luôn, một cốt tàn thông nha cô chú anh chị. Đây vàng đế ha, đế ha, không dám mồi và đế sẵn hả. Cái này quá đẹp luôn nha cô chú anh chị, cái này không còn chê đâu được trơn, cái vàng tàn xương kính luôn nha cô chú, một cốt tàn thông luôn nè ha. Chi đầy đủ luôn ha. Chi cần quá nhiều đều. Đóng đều hết. Đó, vàng xương. Vàng xương nó đều hết. Rồi cho em thông số với em đây. Quanh 30. Dạ quanh là 30. Cao này khoảng 2m. Dạ. Rồi chiều cao cỡ 2m2 nha cô chú anh chị. Khoảng 2m. Cao 2m2, tán ngang 2m nha quý cô chú. Đó, cây giả Thủ Đức chở hộp kim nha cô chú anh chị. Cái này hoành khá là lớn luôn nha cô chú ha. Vàng tàn khủng luôn. Lâu lắm rồi mới gặp được một cây giả Thủ Đức khủng này, ghim khủng nha cô chú anh chị. Rồi cây số 9 này em giao lưu giá là 6.900.000. Dạ 6.900.000 nha cô chú anh chị. Cây hàng ghim khủng luôn. Rồi chú mới ơi. À, rồi đổi cây giùm em nha. Tiếp tục là một cây lá số 9. Cây này tàn tròn luôn nha cô chú anh chị, tàn còn khủng luôn nha cô chú anh chị. Một
cốt luôn ha. Một cốt tàn dù nha cô chú anh chị. Giá hộ nghị nha. Giá này là đặc biệt nè. Giá hộ nghị nha cô chú anh chị. Rồi, đây. Mấy cái này, mấy cây bự này mình ship sao anh, bao ship sao? Bao ship luôn. Bao ship toàn quốc hay là 200? Toàn quốc luôn ha. Quá trừng cây dù luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó đều đóng đều cho luôn. Hết hồn cái vàng tàn luôn nha cô chú anh chị. Kê hết, vàng thương nó là đều hết luôn. Kính luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này là nút nụ bao la luôn nha cô chú anh chị. Cái này về tết thì lập ra cái quá trời bông dữ luôn. Không, hết hồn luôn nha cô chú anh chị. Mặt bông nó từ 9 đến 12 cánh ha. Đây cái vàng xương cho cô chú anh chị coi vàng xương nha. Một cốt luôn nha cô chú anh chị, ở vàng xương khủng ha. Vàng xương lớn nha cô chú, xương dày luôn. Rồi đây là cốt của nó ha. Cái này đế còn nằm dưới nha cô còn chú anh chị. Hàng thùng chậu không có khoe đế nha quý cô chú. Đây, nó có đế nó như gói mì á. Không có móc lên. Ha. Cái này là siêu nụ luôn nha cô chú anh chị, tàng xương nó đều cho luôn. Dạ rồi, anh cho em thông số luôn nha anh. Quành 28. Quành 28 luôn nha cô chú anh chị, đây. Cao nó 2m. 2m. Cao 2m nha cô chú anh chị. Tàng ngang nó khoảng 2m. 2m, 1m9 à. Tàng ngang 1m9 nha cô chú anh chị, cái này tàng dù nha cô chú nha. Quá chừng cái vàng tàng luôn. Đây này xương nó dữ lắm ha. Xương khá đều. Nguyên cái dù luôn về chồng lên. Cái này là kính không chống chỗ nào cũng chơi nha cô chú anh chị. Tàn kính không chống chỗ nào luôn, đều chỗ nào cũng như nhau luôn. Cái này là thành phẩm không cần chỉnh sửa luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình giao lưu như vậy anh Tám. Cây số 9 hả? Dạ rồi, cây số 10. Số 10 giao lưu giá là 7 triệu 2. Dạ 7 triệu 200 ngàn nha cô chú anh chị ơi. Một cây mai giả Thủ Đức ghim nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm em luôn nha. Cây ghim hàng đẹp luôn, chuẩn đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là một cây dù khủng nữa nha cô chú anh chị. Cây này một cặp với cây kia là hai cây dù. Ok. Dạng xương cũng đều không kính chỗ nào, không chống chỗ nào luôn nha cô chú anh chị. Đó, hai cây dù. Quá khủng cô chú anh chị ơi. Hoành lớn luôn nha quý cô chú ha. Mấy cây này thành phẩm chơi về ngon lành luôn nha cô chú anh chị ha, không cần chỉnh sửa ha. Quá trời đều luôn. Nút nụ có sẵn hết trơn nha cô chú anh chị ơi. Một cặp luôn. Đây cho cô chú một cốt luôn nha cô chú anh chị, một cốt đẹp luôn nha. Dạ xương dày đẹp luôn. Đây cốt nha cô chú anh chị, cái này thoát thân thấp ha, lên khoảng tắt ngoài, dạ tắt hai. Rồi cho em thông số luôn đi anh. Hoành là 28. Dạ hoành là 28 nha quý cô chú anh chị. Mét 8 ha. Chiều cao mét 8 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang khoảng 2m. Rồi tán ngang 2m luôn. Rồi mã số 11 em giao lưu là 7 triệu. Dạ 7 triệu nha quý cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Rồi vô cái đây. Cái này mấy cái chậu này thì sao anh? Chậu này gỡ chậu ra ha. Gỡ chậu ra, xa thì gỡ chậu luôn nha cô chú anh chị. Thì để nguyên chậu. Ấn xe đẩy ra tới nhà luôn. Rồi mã số 12. 12 nha cô chú anh chị ơi, một cây mai ghim nha cô chú anh chị. Cây mai nằm. Dán đế thú nằm nha cô chú anh chị. Đế nằm. Dán siêu tàn dù luôn nha cô chú. Tàn đều nha cô chú. Tại vì mua chậu vuông vuông thay lại ok lắm mà. Hình chữ nhật á. Đế có ha.
này về ấy làm lại cũng được cái đuôi. Giống thú, giống giống thú thôi, không phải giống thú à. Dạ. Giống giống thôi nha cô chú anh chị. Để thì có. Đây có nụ mình chơi Tết hết trơn nha cô chú anh chị ha. Cái này mặt bông nó từ 5 đến 7 cánh ha. Dạ. Rồi trên thông số luôn nha. Cây này là cây mã số 12 nha cô chú anh chị. 12. Rồi hoành 20. Dạ hoành 20. Cái này là cũ. Cũ nở nha cô chú. Cũ nở. Cũ. Cũ là 36. Dạ cũ đế là 36. Cao là 1 thước rưỡi. Dạ chiều cao 1,5 m. Tán ngang là 1,4 m. Tán ngang 1,4 m nha quý cô chú anh chị. Rồi cây 12 Zalo giá là 1 triệu. Dạ 1 triệu luôn quý cô chú. Còn anh chị ơi. 1 triệu nha. Dạ. Hàng riêng nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10. Số 13 cũng là một cây mai tàn nha cô chú. Rồi mã số 13 là một khôi mai tàn nha cô chú anh chị. Không mai mai. Khôi. Khôi. Bán sản phẩm. Khôi là nếu bán nếu là tàn là bán sản phẩm á. Cái này có bông à. Bông nó ra từ thằng này. Uống chùm nha cô chú anh chị. Tại em thấy có khôi có tàn em nói khôi mai tàn. Đây đâm tược dữ lắm, đâm tược nha cô chú anh chị. Đâm tược bông thằng bông gà. Dạ. Mấy cái này mấy cái sống nó đầy da đằng chè ha. Mấy cái đầu cắt nó rất là mạnh, đâm tược rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Đây lá dưới này ha. Đây một cốt ha. Yeah, mình sửa lại mau lắm ha. Sửa thằng thông mà ok ha. Cái này dễ chơi thằng thông luôn nha cô chú, dán thằng thông sẵn rồi nha cô chú anh chị. Cho nên nãy mình nói là phô mai tàn ha. Rồi cho em thông số luôn nha. Tao nhịn chân mình đau. 24 bình thân. Là 24 nha quý cô chú. Chiều cao là 1,6 m. Dạ. Rồi mã số 13 ha. 13 Zalo giá là 800.000. Rồi 800k luôn cô chú anh chị ơi, phôi mai mã số 13. Tiếp tục là phôi mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi phôi mai mã số 14. Cái này dàn đế khá là đẹp. Đấy, nha cô okay chú anh chị ơi. Chi cành có đủ hết trơn luôn. Đấy, nha cô chú anh chị. Chi cành nó đủ hết trơn là dễ chơi. Mà chơi cây này gì mà chơi. Cây muốn chơi để ghim chơi cũng được mà muốn ghép cũng được hả cô chú. Chi cành nó có đủ hết nè. Mau chơi lắm. Rồi dàn đế này nha cô chú, đế nôm ha cô chú. Này cũng có hơi hơi muốn lên xù ha. Hơi hơi cũng phải xù ha. Đế là chế đế lót ở trong luôn đó ha. Được rồi anh xem thông số ha. Hoành là 34. Dạ hoành là 34. Cao là 1,1 m. Vậy cao 1,1 m nha cô chú anh chị. Ủa Quỳnh để bầu là khoảng bầu 22 thước. Tổng hình bầu khoảng 200 nha cô chú anh chị. Này không đâu mà già yếu hình phương nó cười hoài. Rồi hoành đế nôm là 101 ha. Dạ tổng hoành đế đặt chỗ này là 101 nha cô chú anh chị. À, đế nôm luôn nha cô chú. Cái này mình Zalo nhiêu anh em? Mã số 14. 14 anh Zalo là 2,1 triệu. Dạ 2,1 triệu nha quý cô chú anh chị. Phô mai mã số 14 nha quý cô chú. Rồi mã số 15 là một phô mai đâm tược sống khỏe nha cô chú anh chị. Đế đều ha. Số 15 đâm tược quá chừng luôn. Chán siêu nha cô chú anh chị. Sống đàn trời. Quá đúng trời luôn. Cái đế đều 24 giờ ha. Cái gì ghép được để chơi game.
đế đều 24 luôn. Rồi chắc không sớm luôn nha. Quá chừng cái tượng tốt. Hoành là 27. Dạ hoành là 27 nha quý cô chú anh chị. Cao là 42. Cao 42. Đây số 15 bên Zalo là 500.000. Rồi 500k luôn cô chú anh chị ơi, phô mai mã số 15. Đây 16. Rồi mã số 16 nha cô chú anh chị ơi, phô mai sù ha. Rồi một cái mai sù mẹ một con luôn ha. Phô mai sù nha cô chú anh chị, mẫu tử rất ngon. Quái này đưa ra cái này dáng cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dáng ghê, giá không nghị luôn. Rồi dáng không xấu luôn anh ơi. Đo nghe đây đi. 21. Dạ hoành 21. Cao 41. Rồi phôi 16 Zalo là 400k. Rồi 400k phôi mai sù mã số 16 cô chú ơi. Rồi mã số 17 là một phôi mai đâm tuần sống khỏe luôn ha. Này giống sù nha cô chú anh chị. Sù chảy nè. Sù này nguyên mực. Giá này là để nằm nằm vậy cũng hơi giống giống thú mà không phải thú. Sống chằn chè luôn nè, sức khỏe. Chằn chè luôn. Chè thông số luôn nha. Hôm qua sù nha cô chú anh chị. Lên sao Hoành là 27. Hoành 27. Thấy ngoài dễ quá, vô sao thấy ngộ ngộ. À, cao đó có 32 ha. Ủa, cao hả? Cao 22, dạ, 23 ha. Chị cao 23 nha cô chú anh chị. Rồi, cây 17 Zalo 500 ngàn ha. Rồi, 500k Formosu mã số 17 luôn cô chú anh chị ơi. Nay mới nói ở đâu bụng hết, không là chưa lên hết. Mong anh chú ủng hộ giùm. Số điện thoại của em là 0917359719 ha. Dạ. 500k. Cây số 18. Không cao chi cành có đủ nha cô chú, động tược sống khỏe luôn. Cái này cũng có đế luôn nha cô chú anh chị. Cho em thông số luôn anh ơi. Hoành 23. Dạ hoành 23. Cao là 98. Rồi mã số 18 Zalo là 600.000. Rồi 600k luôn cô chú chị ơi, phô mai vàng mã số 18. Mã số rồi. 19. Số 19. Mã số 19 rồi đông tược luôn nha cô chú anh chị ơi. Sống khỏe ha. Khỏe luôn. Cô đế ngồi kiếm yên. Để bonsai về, những kẻ chơi miếng mã về cắt lùng này, này. Cắt lùng xuống chơi để bàn nha cô chú anh chị. Cũng có hơi dáng giống thú. Rồi, dễ thương lắm. Chơi thông số luôn nha, cái này chơi mini bonsai rất là dễ cưng nha cô chú anh chị. Hoành 16. Dạ hoành là 16. Cao là 46. Cao 46 nha quý cô chú. Rồi mã số 19 Zalo là 350k ha. Rồi 350k pho mai vàng mã số 19. Mã số 20. 20 củ đế đẹp luôn nha cô chú anh chị, phong cũng khá cao ha. Đó, có chơi tàn dù cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đế có ha. Âm tượng sống khỏe luôn. Rồi, cho em thông số luôn anh ơi. Hoành 19. Dạ hoành là 19. Cao là 63. Rồi mã số 20 rồi Zalo là 400k. Dạ 400k luôn cô chú ơi. Mã số 21 cũng 21. Là một phô mai không cao nha cô chú, có chi cành luôn. Chi dù, cái này là chi cành thì chơi tàn dù gọi là chi dù. Đây nha cô chú chạy thoát thân cao nha cô chú nha. Đâm tượng có sù. Đế thì sù cám nha cô chú anh chị. Đế gì? Đế quái. Đế quái. Đây nó quái vào đây, đây bọc. Điều. Dạ rồi anh cho em hoành. Hoành 17.
cao là 73. Rồi mã số 21 Zalo là 350k. Rồi 350k mã số 21 quý cô chú ơi. Rồi mã 22. Mã số 22. Hoa mai cũng đâm tuột sống khỏe luôn nha cô chú anh chị ơi. Đây. Cái này về là mình trồng ngon lành luôn hả cô chú, để chừng tuần nữa thôi. Đúng rồi. Nên về dàn đế cũng khá là ok nha cô chú anh chị. Đó. Đồ hấp dơ luôn ha. Rồi. Kèm thông số luôn anh ơi. Hoành 18. Nhà hoành là 18. Cao là 46. Rồi mã số 22 Zalo là 300k. Dạ 300k luôn cô chú anh chị ơi, mã số 22. Này bán giá rẻ. Mã số 23. 23. 23 là một cây phong cao chi cành có đủ đâm tược sống khỏe luôn. Chất sống nó đầy đủ. Chằng chề. Rồi cho không số nha. Hoành 26. Dạ hoành 26. Tiếp tục giùm em nha anh ơi. Rồi cao. Cao là 83. Dạ chiều cao là 83. Rồi mã 23 Zalo là 500k. Dạ 500k nha cô chú anh chị ơi. Mã số 23. Rồi 24. Cái nào cũng đâm tượng hết trơn nha cô chú anh chị. Quá trời luôn, này nó hơi có xù. Nhà tướng giống giống con thương hả? Này giống giống con thú hả? Không bốn giò nó đưa thú này không có mình, thú này cái thú gì á? Cái quái. Thú ngồi sớm. Rồi không? Rồi cho em thông số. Rồi quanh 15. Cao là 54. Rồi mã số 24 Zalo và 350k. Dạ 350k mã số 24 nha quý cô chú. Rồi mã 25. Rồi 25. Một cây dưỡng. Có đế hả? Rồi chém thông số luôn nha. Mã số 25 nha cô chú, đông tượng sống khỏe luôn nha cô chú. 23 hoành. Hoành 23. Chiều cao là 32. Yeah. Rồi mã số 23 Zalo là 350k. Rồi 350k luôn cô chú anh chị ơi. 25 nha. 25. 25 25. Mã số 25 350k. Rồi mã số 26. 26. 26 nha cô chú anh chị ơi. Lỗ quậy đó. Rồi cái này là 26. 26. Để có ha. Để cũng quái. Rồi thông số giùm em nha. Rồi lại chim nó nhiều quá nè. Hoành 19. Cao 49. Dạ hoành 19 cao 49 nha. Rồi, cô chú anh chị. Rồi 26 Zalo là 300k. Dạ 300k luôn cô chú anh chị ơi. 27. Rồi mã số 27 nha quý cô chú anh chị. Một cây dáng hay siêu. Đâm tược sống khỏe hết nha cô chú ha. Ok, dạng đế nằm. Okay. Cái này vài bữa là về gom tùm luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cho em thông số luôn anh ơi. Hoành 15. Cao là 49. Rồi cây 26 Zalo giá là 300k luôn. 27. 27 là 27 là 300. 300k luôn. 300k. Rồi cây 28. Rồi 28. Một cây thú. Cây đế thú đây à. Này là siêu phẩm ha. Này là bạch thú nha cô chú anh chị. Siêu phẩm của anh em ở đây làm ha. Có là Trạng và Phương ghép ha. Siêu phẩm là nhà phải không? Bạch mai luôn nè, nó vàng bạc đá quý luôn ha, bạch mai. Cây vàng bạc đá quý luôn ha. À nó ghép bạch mai trên ha. Còn mấy này mình là mai ghim luôn nó ha. À, bông nó mặt bông nó cũng khoảng 5 đến 7 cánh ha, là dìm để chơi luôn. Hai thứ lộn xộn là mình chơi vàng bạc đá quý ha.
Đây có cái đuôi bạch mai đá thì chơi đây ha. Vì cái đây cục đá đây là vàng bạc đá quý luôn. Cục ngọc. Đây nhét đây cục đá đây nữa, nhét vô đây giống vàng bạc đá quý luôn. Ở đây có cái đuôi là đuôi bạch mai đọt hồng nha cô chú anh chị. Cái phôi này nó tùm quá. Để luôn đó, nhìn thú ha. Để gì anh em chơi là sửa lại. Dán thú nha cô chú anh chị. Có hai giò nằm ha. Trên này là ghép hai bo nha cô chú anh chị. Bạch mai ghép hai bo. Cái này về chơi không thủy à, mình moi mình để đá đây à, vàng đá, bạc đá quý luôn. Có đá luôn. Có bạc, bạc là bạch mai. Bạch mai. Tặng cái bát tiên luôn ha, chậu bát tiên thành chữ nhật luôn ha, chậu đẹp luôn. Số 28. Cái này treo bonsai để bàn cũng khá là nghệ thuật nha cô chú anh chị. Dán ngồi à. Cái này thấy chứ cũng có ôm nụ để về mình chơi tết được nè cô chú anh chị. Có bông gồ luôn. Bông 8 cánh. Bông 8 cánh hả? Mặt bông nó giờ kiếm lâu quá. Mặt bông đẹp lắm. Có bông màu trắng á chạy. Rồi cho em thông số nha. Rồi đi rồi để hồi nãy sao. Đây thông số. Hết xuống. Hoành là 26. Dạ hoành 26. Cao là 50. Cái hoành con thú là 114. Dạ qua 114 nha cô chú anh chị. Rồi mình con thú là 30 ha. Dạ rồi mình thú là 30. Đây cái mặt bông của nó đây phẩm hôm qua hôm kia mới chụp lại ha. 6 cánh 7 cánh nè. Bông đẹp nha cô chú anh chị. Bông nhiều cánh ha. 8 cánh. Rồi cánh trắng gì vậy? Giá giao lưu nhiêu vậy anh ơi? Cái này em giao lưu là 5 triệu mốt ha. 5 triệu mốt nha cô chú chị ơi, cái phôi đế thú rất đẹp như cô chú anh chị. Nhưng mà nó tùm quá không biết tùm sao vậy. Để gì anh em sửa lại thôi. Yeah. Nó đầy đủ hơn. Nó gõ luôn hai giò gõ luôn á. Tại vì cắt lên sợ nó mau si á. Mình để luôn về nhà nữa anh em muốn lấy cái bo nào mình ghép lại kiểu gì là ghép. Sửa lại dễ. Này sưu thẩm của anh em ở đây hãy ra thấy thú đẹp quá. Rồi đổi cây cho em anh ơi. Rồi tiếp tục là một phôi mai khổng lồ nha cô chú anh chị. Quá chừng nặng luôn ha. Rồi một cây hoành lớn ha. Mã số 28 không anh? 28. 28 nha, 29. 29 nha cô chú một phôi mai. 29. Xù ha. Mai xù hoành khủng nha cô chú anh chị. Mã số 29 nha cô chú anh chị, một phôi mai xù ha. Hoành khủng. Bầu đế khủng luôn, ba người khiêng muốn xỉu cái đùng. Đế nó quá trời luôn. Nhận đế đều hết nha cô chú anh chị, đế lực luôn. Cây ngựa mạnh. Cây nó kéo là mạnh hết gì mình ghép ha. Cây này gì ghép vô là ok ha. Mình ghép cúc họ hơn hoặc là gì đây mà cắt kéo nhựa nha cô chú anh chị. Kéo nhựa. Này gì ghép lên rồi dở giá trị lắm ha anh em. Ghép xong rồi giá trị cây lên cao dữ lắm ạ. Bằng phôi như bằng phôi cổ thụ như cô chú anh chị. Phôi xù luôn nha cô chú nha. Lùng lực bonsai, có thế bonsai luôn nha cô chú anh chị. Cho em thông số luôn nha. Cái này già cây hoành lớn thế bonsai có sẵn nha cô chú anh chị. Này để vô trước sân nhà là ngon lành. Hoành là 63. Dạ hoành là 63. Cao là 51. Dạ cao 51. Hoành đế này là 132. Rồi hoành đế là 132. Coi chiều cao lại đi. Ngọn. Coi chiều cao lại. Ngọn cái ngọn nó giót lên còn có 16 nè. Dạ giót ngọn là 16.
với bầu cao quá rồi. Còn đo bên đây thì ngay đây thì 82 à cô chú. Cô cao 82. Đây à. Thế nôm nó cao. 34 ha. Dạ đế nôm là 34 nha cô chú anh chị. Rồi cái này mình giao lưu rồi, nhiêu nha anh? Cái này em giao lưu giá là 15 triệu. Dạ 15 triệu nha cô chú ơi, phô mai già cây, phô mai hoành lớn nha cô chú anh chị. Thế bonsai đế đẹp luôn. Hết hồng hết vía. Rồi mã số 30. Rồi. Một cây đế lưu ha. Rồi 30 nha cô chú anh chị ơi. Cây này đáng lẽ hồi sáng này, em bán rồi ha. Nhưng mà có anh kia ảnh mắc chuyện gì á, ảnh gì á, ảnh hỏi em ha. Cũng đi rồi, đi được khúc ha. Mới hôm hôm rồi. Anh ở Thanh Bình á. Anh nó cũng đẹp trai mà. Nhưng mà anh có mua em rồi mà anh chốt, nhưng mà có một chuyện gì á, tới đó anh hồi lại. Mấy còn đây có một cây này lên đường rồi. Cây này củ đế rất là đẹp, đẹp nha cô chú. À, đế lưu ra luôn à, đế cao à. Đế lưu đế nở nha cô chú anh chị. Đó, củ đế. Nên mà có gì cái cây này là ok lắm, cây này đi nửa đường nữa trở lại á. Nói chung mà anh cũng mua hệt, nhưng mà thật sự anh mua, nhưng mà anh có công chuyện rồi anh mới hồi lại. Ở đây trả tiền cọc là anh luôn. Tốn tiền xe ở đây chịu. 400 ngàn xe ôm. Xe ôm đi, ế ôm ôm vậy ăn 200 thôi, nửa đường. Nói là xa thử nói vậy. Cái đúng ra cây sáng tăng rồi, lên đường rồi. Dạ. Rồi phô mai này dáng trực rất là đẹp nha cô chú chị, dáng trực bonsai củ đế. Củ đế đặt đế nở nha cô chú anh chị. Đế luôn. Đế nôm luôn. Nôm mà luôn. Nôm luôn. Rồi cho em thông số luôn nha. Rồi cho em thông số lại nha anh ơi. Hoành là 46. Dạ hoành là 46. Củ đế đặt nha cô chú anh chị. Của đây nè, của đây nè mới đã. Dạ. Rồi ngay vị trí này là 82 ha. Củ đặt nở, củ nở là 82 nha cô chú anh chị. Củ đế, củ đế nôm ha, hoành đế nôm. Đế nôm là 1.7 ha, 1.7. 1.7 nha cô chú anh chị, hoành đế nôm, 1.7 đế nôm, chiều cao đế nôm em luôn anh. Cao đế nôm là 43 ha. À, cao đế nôm là 43. Cao này là 89. Dạ, chiều cao là 89. 3 giá chấp năm không? Gió ngọn là 24 ha. Mã số 30 nha quý cô chú anh chị, một phôi mai VIP nha cô chú anh chị ha. Phôi này bonsai dáng trực của đế nở nha cô chú, đế lưu. Rồi giá giao lưu nhiêu vậy anh ơi? Cái này em giao lưu là 15 triệu 200 ngàn. Dạ 15 triệu 200 ngàn nha quý cô chú anh chị. Đế lưu. Dạ rồi, còn nữa không anh ơi? Rồi, mã 30 là mã cuối cùng. Cảm ơn anh em, cô chú anh em vừa qua rất ủng hộ em. Hôm nay ủng hộ tiếp tục. Cho anh hỏi em là 0917359719. Dạ rồi. Mới là lên trên kênh mình lần đầu luôn nha. Bảo cô chú anh chị ơi. Mong cô chú anh chị các bạn tiếp tục yêu thương ủng hộ ha. À, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều ạ.